Thank you.
em nấu canh. Mật canh đúng không anh? Mật canh. Em nấu canh nhá. Ơi. Em đi nấu canh cà chua nhá. Ừ, đi nấu đi. Em dọn dẹp cái này lại, gỡ gọn này, chiều nó hơi khô đi để khô khô đi để đặt cái mặt bàn này xong. Bây giờ đặt lên nó ướt quá nó đổ mà. Nấu canh. Ừ, nấu canh. Chua quá. Ừ. Hôm nay nhà mình ăn nguyên cả nhà chua với trứng. Ừ, thì hôm nay bán canh cà chua. Bán được cà chua thì cà chua ngon đấy để về ăn rồi. Vâng. Canh cà chua luôn. Ừ. Em rửa tay đã. Nóng quá. Này cho con trứng, chọn vâng. Một con trứng. Thôi anh ăn đi. Nóng quá. Em mời anh. Ngon lắm ạ. Trứng xào cà chua, ngon quá. Được ngon, trứng ngon. Anh ăn nhiều đi. Anh phải từ từ quá. Ăn nhiều cà chua, nhiều trứng. Ăn cà chua đẹp da. Cái bàn kia chắc là chiều mới để được mặt bàn nhỉ? Nó khô cái bữa thì bàn được thì đi nó. Đây ăn cơm đi. Ăn cơm. Ngon quá nhỉ. Nghe ăn ngon quá. Em đi cất vào. Thank you.
về đây. Em làm gì đấy? Anh đi vào rừng đấy xem có gì không? Ừ, anh đi về sớm mà. Vào xem có gì không chứ ở nhà suốt chán quá. Ừ, cứ ở nhà dọn dẹp đi, anh đi đi. Ừ, anh về sớm à.
Em ơi. Ừ, anh đi làm về muộn. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi, chờ mãi chả thấy anh về. Được cái gì không anh? Ừ, anh đào mấy cái măng thế, mấy cái chỗ đá kia để anh về bê em bê gì nó nặng à. Anh làm cái này những cái việc nặng nề để anh làm để thế. Mấy cái măng ngon lắm. Mai anh làm là ôi ngon quá nhỉ. Ừ, mấy cái măng ngon lắm. Măng này làm gì nha anh ạ? Em cho làm măng ớt đi. Măng ớt nhá. Ừ, lúc nào để không hết thì để nấu. Giờ anh ăn cái gì tạm nhá. Anh để em nấu cái. Thôi, đừng có xong mâm cơm nữa. Anh ăn tạm cái gì để chiều ăn thế. Chiều nấu này ngon ngon ăn. Nhá. Tối xong măng ăn. Cho anh xin cốc nước. Vẫn với mì nó quá ăn chả hết. Tí nữa em làm măng ớt nhé, anh xuống cái cơm nước cá. Em phải làm măng ớt đây, chạy em cuối cơm nước cá em chiều về nấu măng. Thank you.
anh ơi. Ơi. Ớt có cho hết không hay là để xào nhỉ? Ừ, em để mấy quả ớt to lại mới ít măng lại còn xào. Vâng. Ừ. Thế măng lại còn nấu cá nó nhiều ít ớt tơ còn xào măng. Vâng. Nhiều quá nhỉ. Nhiều mà anh. Ừ. Nhiều nhỉ. Ừ, nhiều. Anh ơi, còn chỗ này để xào nhá. Ừ, để xào. Cái ớt này để xào ngon này. Ớt này xào đi, măng to nó. Em đi xào nhá. Ừ, em đi xào đi, em xào đi. Anh ơi. Ừ. Anh cất đi nhá. Ừ, cất đi xong thì để em đi xào nhá. Ừ. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ. Nhìn ngon quá. Ừ, ngon quá. Đấy. Anh cất đi rồi đi xào. Xong anh dọn đồ nhá. Ừ. Em ơi, cơm sắp xong nha em. Ừ, thôi ăn sớm rồi nghỉ ngơi, hôm nay anh mệt mỏi lắm, em mệt rồi. Em đi làm à? Ừ. Nhà, anh nghỉ nhà giúp anh làm cái hàng rào ra xung quanh nhà đi, cho đẹp. Ừ. Ừ, rào hết xung quanh đấy là để nó đi thành quay lại cho đẹp. Ừ. Ừ. Ừ, này, em đi phát đi, để em đi đầu lấy cái chuột cọc.
Đi em ơi, đi chặt tre với anh đi. Chờ em lấy đôi ủng lại nhá. Đôi ủng. Đi anh. Đi. Đi không dùng để chặt ít tre. Cái này luôn này. Ừ, anh chặt cái này luôn. Ôi, cây này mục. Ừ, thôi rồi. Em lấy trên chặt mấy cái kia kia, kia có cây kia kia có cây cây thẳng. Dạ. Thẳng nó đổ đầu ấy, cây đấy. Nóng. Nóng quá. Nghỉ đây. Ngứa hết tay rồi. Anh đây em cầm lấy nước để uống nhá. Toát hết mồ hôi. Cái tim này ói quá. Bắt đầu vào mùa hè. Thank you.
anh vào rồi anh chặt ít tre để làm hàng rào, bây giờ chủ yếu gỗ chủ tre. Để anh đi rửa rồi nhá.
Yeah.
này hả? Không, đấy, nó phải tai tận đấy. Thank you.
đá về để dán. Ấn nữa đi. Cho đây anh. Bay rồi. Bay. Mấy bay một lần. Đấy, cái trò đấy cho anh. Rồi thì anh cứ rơi. Em cứ để đấy anh lấy gì nữa. Em lấy vữa về đấy cho để anh. Được mà. Được rồi, vừa rồi. Đừng chụp thêm. Thì nó nhão vậy, thì nó chắp cao rồi nó được. Được rồi. Đây, cứ để hình dụng. Làm lên này xong rồi đẹp lắm. Nên em bị cả cái tiếng. Em ốm rồi chứ gì, bảo đừng có làm để anh làm thôi. Lấy thêm vữa thành đấy. Xong mình phải đi nhặt cái viên đá dài để kê cứ trước cửa. Kê ngang quá. Chúng ta giải gác ngang qua đây, một viên dài gác ngang đây. Không vừa. Em ở đây để anh đi tìm xuống suối tìm viên dài nhé. Ngồi đây.
Ok, đẹp đấy. Vừa rồi. Xinh rồi. Quá xinh luôn đi. Em nghe nói khẳng khẳng nữa, em cẩn thận một ốm ấy. Em đau áo mà. Giọng em nói khẳng hết tiếng này. Ngươi hôm nay, ngươi không làm gì cũng ốm rồi đấy mà chết. Ở nhà cũng mình em lao động chính, bây giờ anh đang thuộc em cũng đợi nhà. Cầm đi, ốm đi. Em ốm rồi, bây giờ anh ốm mệt. Anh không sao đâu, thấy em khản hết tiếng này, nguy hiểm quá. Ho, 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 bắt đầu hỏng rồi. Nguy hiểm hỏng. Thời tiết thay đổi. Thời tiết thay đổi quá. Em đỡ chưa? Chưa được lắm. Ôi, em lại sốt lại rồi thế này. Đến ra anh lấy khăn anh chữa nhẹ chườm nhá. Nằm nghỉ đi, nằm nghỉ đi. Đến ra anh lấy khăn. Em ơi, lấy khăn trường. Khăn mát trường cho nó. Trường như hạ sốt thì em đang sốt cao quá đấy. Nằm nghỉ ngơi đi, anh đi mua thuốc rồi nhá. Cảm ơn. Sốt suốt đêm hôm. Sốt suốt đêm hôm qua rồi. Thì cứ nghỉ ngơi đi. Anh ra anh mua thuốc men để uống cho nó đỡ chứ không sốt suốt đêm qua bây giờ cũng chưa hạ. Vâng, đi nhanh em. Ừ.
gà bán nào chị? Cho chị cho em con gà mái ngon ngon đấy. Rồi chị cân em. Em 12 cân nhá. Vâng vâng vâng. Rồi đợi chị, em cảm ơn chị nhá, em gửi chị đây. Em mới đỡ chưa? Dạ. Đỡ chưa? Anh đi chợ anh mua thuốc cho em, đi mua tiệm con gà về nấu cho em ăn chứ không khỏe em đợt này yếu quá. Đây thuốc đây. Để anh lấy thuốc cho em uống nhé. Nước cho em uống thuốc này. Rồi. Rồi. Thuốc em uống cái nào hả? Uống cứ hai viên nọ hai viên kia một lượt. Ngày uống hai lần. Uống cho hạ sốt. Đây, em uống nước. Nước này uống thuốc. Cất ạ. Ừ, cất đi rồi để tí cũng làm em nằm nghỉ cho hạ sốt thì anh đi thịt con gà. Cảm ơn ạ. Thank you.
Em hơi ra để ăn cơm với anh nó xong rồi. Để ăn cơm cho nóng, rồi dầm thuốc nhé này. Để ăn cơm. Rồi rồi em ra đây anh Vinh nhá. Ra ngủ rồi. Thôi thôi để anh nhìn thấy chứ. Để nấu cháo gà. Để nấu gà, để nấu bắp thịt gà. Thôi nấu để ăn như bún này. Để ăn cho nó khỏe lại như thuốc đi. Cuối cùng đây để anh tách thịt ra. Đang nóng. Ôi, ăn hết đi anh nấu cho em ăn cho khỏe đấy. Tắt ra xong. Nào, thôi anh múc. Thôi anh, dậu đấy. Thôi, ăn đi, ăn cho khỏe. Ăn hết bát cháo còn uống thuốc. Đây, ăn cháo. Ăn đi còn